Xin chào mừng các con học sinh đã đến với giờ học âm nhạc của lớp chúng ta ngày hôm nay. Các con học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với chủ đề 2 trong chương trình âm nhạc lớp 1. Đó là chủ đề Việt Nam yêu thương. Bài hát hôm nay chúng ta sẽ học là bài hát Tổ quốc ta, nhạc và lời nhạc sĩ Mộng Lân. Sau đây, các con hãy cùng lắng nghe bài hát mẫu này. Sau đây, thầy sẽ cùng với các con đi tìm hiểu đôi nét về nhạc sĩ Mộng Lân. Nhạc sĩ Mộng Lân, tên thật là Nguyễn Ngọc Lân, ông sinh năm 1934, mất năm 2001. Quê gốc của ông ở Thanh Oai, Hà Nội, nhưng ông lớn lên ở Thanh Ba, Phú Thọ. Ông đến với âm nhạc từ rất sớm, khi đó ông mới 13 tuổi. Ông đã từng học khoa sư phạm ở khu học xá Nam Ninh. Và sau đó trở thành giáo viên dạy môn âm nhạc của trường Thiếu Nhi Việt Nam ở Lư Sơn, Quế Lâm, Trung Quốc vào những năm 50 của thế kỷ trước. Ông đã để lại cho đời rất nhiều những ca khúc bất hủ, những bài ca đi cùng năm tháng, và đặc biệt là những bài hát được viết cho lứa tuổi thiếu nhi như bài Nguyễn Bá Ngọc, Người Thiếu Niên Dũng Cảm hay bài hát Em Là Mầm Non Của Đảng. Đây là những bài hát rất là nổi tiếng của ông. Và bài hát Tổ quốc ta cũng là một trong những bài hát thiếu nhi rất hay. Và hôm nay, thầy sẽ cùng với các em học bài hát này. Mời cả lớp mình cùng nghe hát mẫu nào. Sau đây, thầy sẽ cùng với các con đến với câu hát thứ nhất. Mời cả lớp mình cùng nghe hát mẫu nào. Tổ quốc ta, dòng bao
Chúng ta cùng đến với câu hát thứ hai nào. Các con lưu ý, trong câu hát thứ hai, các con chú ý tiếng mởn ở gần cuối câu hát. Chính vì vậy, khi hát, các con cùng luyến hát cho đúng nhé. Các con thể hiện rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hát thứ ba. Các con nghe hát mẫu lại câu hát này một lần nữa nào. Rừng núi cao, biển xanh xanh. Một, hai. Rừng núi cao, biển xanh xanh. Xin mời các con hát hòa giọng theo nhạc. Một, hai. Rừng núi cao, biển xanh xanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng học câu hát thứ tư. Tổ quốc ta đẹp sao dài, đất Bắc Nam nối liền. Tổ quốc ta đẹp sao dài, đất Bắc Nam nối liền. Một, hai. Các con học hát rất tốt. Vậy là chúng ta vừa học giai điệu của bài hát Tổ quốc ta. Sau đây, các con sẽ kết hợp nghe nhạc và hát lại 4 câu hát này nhé. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn các con hát bài Tổ quốc ta kết hợp với vỗ tay đệm theo phách của bài hát này nhé. Các con thân mến, khi quan sát trên bài hát chúng ta thấy đã có những chỗ được đánh dấu ở dưới mỗi tiếng hát. Vậy thì khi hát kết hợp với vỗ tay theo phách, các con lưu ý cho thầy những chỗ nào mà thầy đánh dấu bông hoa màu đỏ thì các con vỗ tay mạnh vào đó, những chỗ nào thầy đánh dấu màu vàng thì chúng ta vỗ tay nhẹ hơn. Để chúng ta phân biệt được ở đây là cách thể hiện theo phách mạnh, nhẹ của bài hát. Các con nhớ chưa nào? Bây giờ, mời các con cùng theo dõi phần thực hiện mẫu.
mời các con cùng hát theo nhạc nào. Như vậy, tiết học âm nhạc của lớp chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Ở nhà, các con hãy học thuộc bài hát và tập thể hiện bài hát theo hình thức hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách nhé. Các con thân mến, sau mỗi tiết học như thế này, thầy đề nghị chúng ta ở nhà hãy học thuộc bài hát và có thể nhờ bố mẹ quay một đoạn video ngắn gửi cho thầy. Qua việc này, thầy cũng sẽ kiểm tra được xem bạn nào đã học bài, bạn nào chưa. Và tất nhiên, bạn nào học bài thì sẽ được thầy khen thưởng, còn bạn nào chưa học bài thì chúng ta cần phải cố gắng hơn. Như vậy, tiết âm nhạc của lớp chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các giờ học âm nhạc sau.